Hello, xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với 5 giờ 15 phút sáng sớm luyện não. Hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ chiến đấu cái đề thực chiến 8 cộng. Và đề số 04, ngày hôm nay là 25 ngày. Chúng ta liên tiếp dậy sớm cùng nhau rồi. Đúng không? Đầu óc chúng ta thì ngày hôm nay đã tỉnh táo rất là nhiều. Và thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình comment cũng như chia sẻ bài học này lại với Tường. Và thầy mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy mình là tag tất cả các bạn và các em vào đây. Đấy chưa? Và bây giờ chúng ta bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay nhá, không chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay nhá. Alo alo alo, chiến đấu nào. Let's go. Chiến đấu game nhá. Câu số 1 ạ, khởi động. Câu số 1 ạ. Câu số 1 đáp án gì các em? Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch. Ion cùng tồn tại trong một dung dịch. Ion mà cùng tồn tại trong một dung dịch có nghĩa là nó sẽ không phản ứng với nhau. Nhá, không phản ứng với nhau. UH trừ phản ứng với HCO 3 trừ. CH2 cộng phản ứng với CO 3 2 trừ. Ba2 cộng phản ứng với PO4 3 trừ. Và cả ba cái bọn này nó đều tạo nên chất kết tủa. Vì vậy nên dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch, đó là đáp án đúng, là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C. Ok chưa? Ok chưa? Ôi rồi các bạn chọn A này. Chia buồn với tất cả các bạn chọn A, chia buồn với Hoàng Xuân Dương, chia buồn với Tường Vi, chia buồn với Khánh Minh, chia buồn với Hảo Phan. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn A. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Câu này sẽ giúp cho các em nhớ cả đời nhá. Không bao giờ được quên nhá. Gãy ngay từ câu số 1. Câu số 2 ạ. Mạnh mẽ lên. Không sợ sai với học sinh Thế Minh. Không sợ sai với học sinh Thế Minh. Nếu mà em sợ sai thì toàn. Câu số 2. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường ạ. Đáp án gì ạ? Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở điều kiện thường ạ. Nhớ nha, điều kiện ở đây của chúng ta là phản ứng với nước ở điều kiện thường. Vậy mình sẽ có này, Cu bỏ. Cu là không phản ứng với nước ở điều kiện thường được. Đúng không? Beri bỏ. Beri là không phản ứng với nước ở mọi điều kiện các em ạ. D, Fe bỏ. Fe là không phản ứng với nước ở điều kiện thường. Vậy thì cái anh mà phản ứng với nước ở điều kiện thường ấy của chúng ta, cái anh mà phản ứng với nước ở điều kiện thường của chúng ta chỉ có đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A mà thôi. Nhá, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn A, thì mình tuyên dương bạn Phạm Thị Quỳnh Trang, thì mình tuyên dương bạn Ngọc Hân. Rồi hết tre rồi. Thì mình tuyên dương bạn Hoàng Nhật, bạn Công Minh, bạn Trí Dũng, bạn Thọ Nguyễn, bạn Thu Uyên, bạn Ngô Anh Tuyết, bạn Luyến Đàm, bạn Hoàng Xuân Dương, bạn Thùy Duyên, bạn Đinh Thảo Nguyên, bạn Hảo Phan, bạn Thúy Kiều, bạn Tường Vi, bạn Châu Quỳnh, bạn Hồng Ngọc, bạn Khải Minh, bạn Khánh Minh, bạn Mai Hoàng Diệu Minh là những bạn mà nó có comment đáp án chính xác trong câu số 2 này. Chào mừng tất cả bạn và các em đến với luyện não sáng sớm. Đây là những cái đề luyện phản xạ của thầy Minh soạn trực tiếp cho tất cả các bạn và các em để các em nâng cao điểm số trong những ngày cuối cùng. Và đề ngày hôm nay của chúng ta đó là đề thực chiến 8 cộng số 04. Ngày thứ 25 thầy cho chúng ta ở bên nhau. Và chắc chắn rằng thầy sẽ ở bên các em thêm 13 ngày nữa để chúng ta chinh phục đỉnh cao kỳ thi năm nay. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em có thể chia sẻ giúp thầy Minh buổi học này lại về Tường, bởi vì đây là một buổi học free. Và không quên follow, theo dõi thầy Minh để nhận được thông báo mỗi khi thầy Minh live stream. Cảm ơn tất cả bạn và các em rất nhiều. Câu số 3. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8O2 sử dụng skill kinh điển của thầy Minh. Bạn nào mà không biết skill kinh điển này thì còn inbox cho thầy. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 0, 1, 2 chỉ có 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 4. C. 4. Câu 4 ạ. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch COS4 dư tạo thành hai chất kết tủa? Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch COS4 dư tạo thành hai chất kết tủa? Lưu ý cho thầy nha, phản ứng với H4 dư mà nó lại tạo thành hai chất kết tủa. Thì dung dịch COS4 dư thì nó sẽ có nước. Đúng chưa? Vậy này, Ba mà tác dụng với nước thì tạo thành BaOH lần.
đúng không? BAOH 2 lần sau khi tác dụng với nước. Rồi BAOH 2 lần tác dụng với COOH4 thì sẽ sinh ra hai kết tủa. Một là kết tủa BASO4, hai là kết tủa COOH 2 lần. Được không các em? Vậy cái anh kim loại mà tác dụng với COOH4 dư mà tạo thành hai chất kết tủa thì của chúng ta câu 4 chúng ta chỉ có thể là C mà thôi nha. Bởi vì đây là COOH4 dư. Được chưa? Chỉ có C mà thôi. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C. Đấy. Dung dịch COOH4 mà không dư vẫn có nước, bởi vì trong dung dịch lúc nào cũng có nước nhá. Đây là câu trả lời của thầy dành cho các em. Và thì mình rất thấy rất nhiều bạn comment bị lag. Các bạn chọn D. Thầy nghĩ các bạn chọn D là do các bạn chưa nhìn thấy từ COOH4 dư. Đúng không? Thầy mình xin chia buồn với bạn Võ Huỳnh Lộc Thuận. Đấy. Xin chia buồn với bạn Võ Huỳnh Lộc Thuận này. Chưa thấy bạn nào nữa. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời em nhé. Ok chưa? Sáng nào thầy cũng live stream lúc 5 giờ 15 phút các em nhé. Sáng nào thầy cũng live stream lúc 5 giờ 15 phút trên mọi nền tảng. Cứ vào đây chiến đấu cùng mình, cùng thầy, nền tảng nào cũng được. Từ hôm nay đến hôm thì câu số 5 ạ, chất nào sau đây có tính lượng tính ạ? Câu số 5 ạ, chất nào sau đây có tính lượng tính? Thầy nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn chọn phải đáp án nhiệu là AL. Nếu các bạn không theo dõi được cái buổi live ngày hôm nay của thầy. Vậy thì đáp án chính xác của chúng ta, chất có tính lượng tính của chúng ta đó là NaHCO3. Có ion HCO3 trừ có tính lượng tính. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Phải nhanh tay các em ạ. Khẩn trương lên các em ơi, hôm nay các bạn comment hơi bị chậm đấy. Hôm nay các bạn comment đuối thế. Câu số 6 ạ. Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit? 6 đáp án gì ạ? Chất nào bị thủy phân ạ? Chất nào bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit? Glucose monosaccharide không? Fructose monosaccharide không? Glycerol chắc chắn không? Vậy nó chỉ có thể là D, cellulose. Cellulose. Được chưa? Câu số 7 ạ. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polymer. Trùng hợp là tất cả những anh có nối đôi thì có điều kiện, đấy điều kiện của trùng hợp là cứ có nối đôi CC thì thực hiện được phản ứng trùng hợp. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Trùng hợp tạo thành polypropylene. Câu 8. Sắt không phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây? Thì sắt chắc chắn là nó không phản ứng với Na2S4 đâu. Đúng không ạ? Câu 9. X là chất rắn màu trắng, dễ nghiền thành bột mịn, tạo được bột nhão, khả năng đông cứng nhanh khi nhào bột với nước, thường dùng để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột khi gãy xương. Nặn tượng, đúc khuôn, bó bột khi gãy xương thì nó không thể là thạch cao sống được rồi. Đúng không ạ? Nó không thể thạch cao sống. Mà ở đây nó chỉ có thể là thạch cao nung thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Thạch cao nung thì còn có một cái cách khác, đó là CaS4 ngậm 0,5 nước nữa. Các em nhá, câu số 10. Câu số 10. Câu số 10 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Comment đáp án thật nhanh cùng thầy mình xem nào. Câu số 10. Cho giải các chất sau, chất không bị phân hủy bởi nhiệt là nào? Câu số 10. Cho giải các chất sau. Chất không bị phân hủy bởi nhiệt. Có nghĩa đun nóng lên nó không bị phân hủy, nó không tác dụng ấy. Nhá. Nào, chất không bị phân hủy bởi nhiệt. Anh nào? Anh nào mà không bị phân hủy bởi nhiệt? KMNO4 mà nhiệt phân thì nó vẫn ra thành K2MNO4 nhá. Cộng MNO2 cộng O2 nhá. KCO3 thì nó vẫn tạo thành là K2 nhiệt phân này. K2CO3 cộng CO2 cộng H2O nhá. CuNO3 lần thì ai cũng biết tạo thành CuO cộng NO2 cộng O2 rồi. Ở đây chỉ có Na2CO3 là không bị điện phân mà thôi. Không bị nhiệt phân, không bị phân hủy bởi nhiệt. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là một buổi học free. Và cái việc mà các em comment đáp án cũng như là chia sẻ buổi học này, đấy là một nguồn động lực không hề nhẹ để thầy mình có cái nguồn động lực để thầy mình có thể live stream liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em trong 13 ngày cuối.
Câu số 11. STX được tạo bởi từ alkoxylic và acid formic, công thức của nó là HCOCH5. Đáp án đúng đáp án A. 12. Vật làm bằng hợp kim FeZn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn. Nào, vật làm bằng hợp kim FeZn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, vậy lúc này Zn đóng vai trò cực âm, Fe đóng vai trò cực dương. Được chưa? Vậy kẽm đóng vai trò là anode. Được chưa? Kẽm đóng vai trò là anode. Anh ơi, chơi không? Anode thì quá trình oxy hóa hay là bị oxy hóa? Vậy câu 12 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Câu 12 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Câu 13, phèn chua. Phèn chua là KS4 ngậm Al2S43 lần cộng 24H2O. Đáp án đúng là đáp án D. 14 ạ. Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa? Nước cứng tạm thời thì tác dụng với K3PO4 thu được kết tủa, do trong nước cứng có Ca2 cộng Mg2 cộng, nó đớp nhau với lại PO43 trừ để tạo thành Ca3PO42 lần kết tủa nhá. Các bạn lưu ý nhá. Đấy. Câu 15, công thức của glycine. Đáp án đúng đáp án B. Câu 16, bình chứa làm bằng chất X tác dụng với nước vôi trong, chất X là. Thế thì bình chứa làm bằng chất X và tác dụng nước vôi trong thì chất X nó chỉ có thể là nhôm, bởi vì chỉ có nhôm mới tác dụng với bọn dung dịch kiềm thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án C là đáp án chính xác của thầy trò trong đại. Câu 17. Hợp chất X là chất rắn màu nâu đỏ không tan trong nước. Công thức của X là chất rắn màu nâu đỏ không tan trong nước thì nó chỉ có thể là FeWatt 3 lần. 18. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch chất lấy dư nào sau đây thu được muối Fe3? Fe nhá, mà tác dụng với chất lấy dư nào thu được muối Fe3 thì nó chỉ có thể là AgNO3. Do Fe cộng với lại Ag cộng mà dư thì lên thẳng, thì lên thành Fe dương 3 cộng Ag, do Ag cộng dư. Được không ạ? 19 ạ. 19 nào các em, 19 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh. Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với CO2 lần cho màu gì? Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với CO2 lần cho chúng ta dung dịch màu tím. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 20. 20. Ancol benzylic thì có công thức là 20. Ancol benzylic thì có công thức là C6H5CH2OH. C. 21. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 21 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? AlOH 3 lần phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH đúng. Trong các phản ứng hóa học, kim loại nhôm chỉ đóng vai trò tính khử. Đúng. Kim loại nhôm tan ở trong HNO3 bằng nguội, sai chưa? Nhôm sắt chrome thì bị thụ động nhá. Nhôm sắt chrome thì bị thụ động trong HNO3 đặc nguội và H2O4 đặc nguội. Vì vậy nên C là sai. Đấy chưa? 22. Đáp án đúng là đáp án C. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ở bên cạnh thầy Minh trong 25 ngày. Và rất là mong muốn là chúng ta còn sát cánh bên nhau trong những ngày cuối cùng này. Được chưa? Nguồn động lực của thầy mỗi cái buổi live stream dậy sáng sớm này, đấy là cái việc mà các em comment đáp án rất nhiệt tình. Và cái việc mà các bạn chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 22, nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại? Nhiệt phân muối nào ạ? Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại? Thì nó chỉ có thể AgNO3. Nhiệt phân ta thu được Ag cộng NO2 cộng O2. Câu 23, nhận xét nào sau đây, nhận xét nào không đúng? Trong các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng? Khi nhai cơm, nếu nhai kỹ thấy vị ngọt, đúng. Nước ép quả chuối chín là có glucose, có phản ứng trắng bạc, đúng. Nhỏ iốt lên chuối xanh xuất hiện màu tím, đúng. Chuối xanh có tinh bột, iốt vào tinh bột thì tạo thành màu xanh tím hay màu tím xanh, màu xanh tím. Đường glucose ngọt hơn đường xác, cái này là sai. Xác phải ngọt hơn đường glucose các em nhá. Đáp án không đúng là đáp án gì? Câu 24. Cho hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Fe và Cu, một câu bài tập đây rất dễ lag. Cu chiếm 43,24%. Nào, Cu chiếm 43,24%. Ô, bên này lại không có máy tính à?
bên này lại không chơi máy tính ạ. Ấy. Đây, có máy tính rồi. Đây nhá, máy tính này nhá. Nào, tính 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 tính. Số mon của CU bằng bao nhiêu các em? Số mon của CU là bao nhiêu? Số mon của CU là bao nhiêu? Ok chưa? Số mon của CU. CU chiếm 43,24%. 0,4324 nhân 14,8 bằng 6,399 chia 64 ra số mol luôn. 0,1%, 0,1 mol. Được chưa? Vậy ta tìm được số mol của FE là 14,8 nhân với phần trăm còn lại 100 1 trừ đi 0,4324 bằng chia 56 bằng 0,15 mol. Tác dụng với HCl. Đừng bạn nào bị lừa nhé. Đừng bạn nào bị lừa là CU phản ứng với HCl nhé. CU không phản ứng với HCl. Đấy, có bạn phát hiện ra này. Tuyên Dương Lê Đình Thịnh nhá. Lê Đình Thịnh phát hiện ra rất tốt em. Vậy chỉ có FE thôi. Vậy H2 bây giờ là khí H2. Số mol H2 bằng số mol FE 0,15 nhân 2,4 bằng 3,36 lít các bạn nhé. 3,36 lít. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án gì? 3,36 lít. Ấm áp luôn. Câu 25. Hòa tan hết 9,6 gam kim loại Mg. Chúng ta sẽ tìm được Mg. 9,6 chia 24 bằng 0,4. Trong HNO3 loãng thu được muối của chúng ta là MgNO3 2 lần. Đúng không? Khí là khí N2. Số mol N2 là 1,4336 chia 22,4 bằng 0,064. Vậy thì mình dự đoán nó sẽ còn NH4 NO3. Được không ạ? Chúng ta đi bảo toàn electron. Ta có 2 lần số mol Mg thì bằng 10 lần số mol N2 cộng 8 lần số mol NH4 NO3. Từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol NH4 NO3 bằng, được chưa? Số mol NH4 NO3 bằng 2 lần số mol Mg 2 nhân 0,4 trừ đi 10 lần số mol N2 10 nhân 0,064 được bao nhiêu chia 8 là ra số mol N4 NO3 bằng 0,02 mol. N4 NO3 bằng 0,02. Bảo toàn Mg thì số mol Mg NO3 lần là 0,4. Được chưa? Vậy muối khan của chúng ta nó sẽ bao gồm Mg NO3 2 lần và NH4 NO3 nhá. 0,02 nhân 80 cộng với 0,4 nhân mỏng hoặc đơn mà gọi là 24 cộng 62 nhân 2 bằng 60,8 gam. Đáp án chính xác của chúng ta câu 25 là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Ok nhé. Nhìn thấy hết đề mà em. Nhìn full đề mà. Nhìn full đề mà. Rồi thầy chào Nguyễn Đạt nhá. Giờ với thầy Nguyễn Đạt dạy 26 ạ. Cho 29,05, cho 29,05 gam hỗn hợp gồm glycine và alanin. Đấy chưa? Khối lượng là 29,05. Tụi này phản ứng vừa đủ với NaOH. Số mol NaOH là 0,35. Thu được muối. Giải nhanh nhá. Mình có này. Số mol của OH- luôn bằng
số mol của nhóm COH bằng m muối trừ đi m của amino acid. Đây là NaOH nên chia 22. Được chưa? Vậy từ đó mình sẽ có, vậy từ đó mình sẽ có số mol NaOH trừ bằng 0,35 thì bằng m muối của chúng ta trừ đi m amino acid là 29,05 chia cho 22. Và tới đây chúng ta sẽ xác định được m muối nhá. M muối bằng 0,35 nhân 22 bằng cộng 29,05 bằng 36,75 gam. 36,75 gam, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Đấy, hôm nay mấy hôm nay chúng ta tính toán rất nhiều. Câu 27 ạ. Bởi vì đỉnh cấp của chúng ta là mục tiêu lên 8 mà. Mục tiêu lên 8 là phải tính toán nhỉ. Câu 27 ạ. Sang lý thuyết rồi. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit thì tạo ra glycerol và hai axit béo, các bạn nhìn kỹ thuật của thầy mình nhá. Hai axit béo thì đặt mỗi thằng là một thằng là số 1, một thằng số 2. Số đồng phân cấu tạo của X. Chất béo là triete của glycerol và axit béo, đúng không? Thế vậy này, thế có 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1, đúng chưa? 2 2 1 2 1 2, đúng chưa? Thế nó phải có 6 à? Có phải có 6 không? Đề bài nói rõ với chúng ta là thủy phân trong môi trường axit tạo ra glycerol và hai axit béo nên nó sẽ không có trường hợp 1 1 1 2 2, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có 4. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhá. B, bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, may quá bạn Đạt, bạn ấy phát hiện ra rất tốt. 28 ạ. Hiro hóa hoàn toàn 26,52 gam triolin C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Trong cái gốc C17H33 này nó sẽ có một nối đôi CC. Và đây là 3 gốc nên nó sẽ có 3 nối đôi CC nên nó ăn 3H2. Số mol của nó lấy 26,52 chia phân tử khối của nó là bằng 884. Thì mình tìm được số mol H2 là nhân 3 đây. Được chưa? Nào, ta có này 26,52 mà chia cho 884 thì bằng bao nhiêu các em? 0,03. Thì số mol H2 bằng 0,03 nhân 3 bằng 0,09 nhân 3. Đề bài nói là nhân 2,4 thì bằng 2,016 lít. 2,016 lít. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 884 là phân tử khối của triolein các em nhé. 884 là phân tử khối của triolein. Câu 29 ạ. 29 là đáp án gì các em ơi? Phải thật nhanh. Hôm nay là chúng ta là chuyển sang cái đề mà thực chiến 8 cộng. Để giải được mức độ 8 cộng chúng ta phải làm được những câu bài tập mức độ cơ bản các em ạ. Đấy, chúng ta phải giải được những câu bài tập mức độ cơ bản. Thế nên là thầy mới đưa những cái câu bài tập mức độ cơ bản vào đây. Để chúng ta ôn luyện buổi sáng sớm. Thầy không dám đưa nhiều đâu, bởi vì là thầy biết là sáng sớm là các bạn não nó lag lắm. Nên là thầy đưa những cái bài tập mức độ cơ bản vào để cho chúng ta giải và tập làm quen thôi nhá. Nó tập làm quen thôi. Được chưa? Nào, câu tiếp theo. Câu số 329. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các bạn cùng comment đáp án thầy nào. Phát biểu nào đúng ạ? Thủy phân xác chỉ thu được glu. Sai. Thu được alpha glu và beta fruct. Fruct có trong mật ong. Đúng. Tinh bột và sen là đồng phân. Sai. Đường xác còn lại đường nho. Sai. 30 ạ. Chất X và ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3NH3 đun nóng nhẹ. Chất X và dung dịch AgNO3 trong NH3 nó tạo thành chất béo no mà, nhưng thầy không viết thôi, tại vì thầy bài nó hỏi chúng ta là số mol NH2. Các bạn hỏi tại sao là không tạo thành chất béo no. 30. Cho chất X vào trong ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 đun nóng nhẹ thì có chất rắn màu bạc
Có nghĩa câu này ý nghĩa là cái thằng X này nó có tráng hương. Mà điều kiện để tráng hương là nó có chó hoặc là nó có HCOR phải. Đúng không? Và đây có chó. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rất tốt. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C. Tuyên dương Khánh Minh, tuyên dương Thùy Duyên. Rất tốt. Câu tiếp theo, câu 31. Câu 31. Amino acid thì có tên gọi là, anh này thì có tên gọi là gì ạ? Anh này có tên gọi là glycine. Đúng không? Quá dễ. Câu 32 ạ. Câu 32 ạ. Chất X sinh ra trong khí thải động cơ đốt trong. X là một tác nhân phá hủy tầng ozone và gây mưa axit. Chất X là khí thải trong động cơ đốt trong nhá. Phá hủy tầng ozone và gây mưa axit thì nó chỉ có thể là NOX. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B. Câu 33. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất thì nó chỉ có thể là wolfram. Đáp án đúng là đáp án D. 34. Tơ nào sau đây là tơ bán tổng hợp? Tơ bán tổng hợp đó là, như thầy mình đã dạy, chỉ có tơ visco và tơ acetate thôi. Cứ thấy chúng nó là tơ. Đáp án chính xác là đáp án D. 35. Nhôm trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp nào? Thì trong công nghiệp, nhôm của chúng ta, được chưa? Nhôm của chúng ta, trong công nghiệp, nhôm của chúng ta được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3. Đấy, có rất nhiều bạn học luyện não sáng sớm cùng thầy Minh mới ngộ ra được chân lý là mình bị sai ở đâu. Đấy, ví dụ như bạn công Minh này, em hiểu được nguyên nhân, em hiểu được nguyên nhân em bị làm sai. Rất tốt, rất cảm ơn công Minh. Và cái buổi sáng live sáng sớm này thì mình dạy như thế này, cũng cái việc mà giúp cho các em ngộ ra được lý thuyết, hiểu sâu hơn lý thuyết, đó cũng chính là tôn chỉ của thầy Minh nhá. Câu 36 á, breaking soda. Breaking soda là muối natri hydrocarbonate. Vậy công thức của natri hydrocarbonate đó là đáp án D, NaHCO3 các em nhá. Đáp án D. 37. Metinamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 37. Metinamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Metinamin là CH3NH2. Đúng không? Anh này có tính 3 giờ. 3 giờ thì chắc chắn phản ứng HCl. Chắc chắn phản ứng CH3COH, chắc chắn phản ứng HNO3. Vậy không phản ứng với cao hoặc. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. Câu 38. 38 đáp án gì ạ? Nhanh tay chọn ngay đáp án câu 38 nào các em ơi. Dùng dao làm thép, thường là FEC, cắt chanh nhưng quên rửa. Hôm sau thấy dao bị rỉ màu đỏ sinh ra. FE bị ăn mòn chính kiểu điện hóa đúng không? Hai chất khác nhau mặt bản chất tiếp xúc với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly là nước chanh. 39. Khi cho kim loại phản ứng với phi kim, axit, dung dịch muối, nước thì kim loại chắc chắn thể hiện tính khử. 40. Kim loại không phản ứng với nước kể cả khi đun nóng là. Nào 40. Kim loại mà không phản ứng với nước kể cả khi đun nóng đó là beri. Beri không phản ứng với nước ở mọi điều kiện. 41. Công thức phân tử của canxi carbonate đó là GCACO3. 42. Methanol có công thức là CH3OH. Quá dễ. 43. Tinh bột và sen là polysaccharide. Chính xác. Thực phẩm con người không được, dễ tan nước không được, đồng phân nhão không được. 44. Cho thanh FE. 44 ạ. 44 ạ. 44 đáp án gì các em? Phải thật nhanh nào. Comment thật nhanh đáp án cùng thầy Minh là 44. Cho thanh FE vào dung dịch sau đây thì có phản ứng xảy ra. FE vào dung dịch nào sau đây thì có phản ứng xảy ra. FE vào dung dịch nào sau đây thì có phản ứng xảy ra. Hay chưa? Thanh FE nhé. Câu này để lỗi. FE không đẩy được ZN. FE không tác dụng được với FE2 cộng. Nhưng em ấy tác dụng được với bạc cộng. Và em ấy tác dụng được với cả HCl chứ. Đúng không? Nên là câu 44 này chắc chắn là để lỗi rồi. 44 này cả C và cả D đều đúng nhá. Cho FE vào dịch thì FE phản ứng cả với bạc cộng và cả HCl. Nếu mà câu hỏi nó sát sao thì có thể là ăn mòn điện hóa chẳng hạn thì là chọn C. Đúng không? Sinh ra khí thì là chọn D. Câu 45 ạ. Câu 45 ạ.
Câu 45 ạ, chất điện ly yếu là 45 ạ, chất điện ly yếu là, chất điện ly yếu là các axit yếu, các bazơ yếu, đúng chưa? Và nước, bọn muối là chất điện ly mạnh. Anh này không điện ly, chất điện ly yếu là CH3COH do nó là axit yếu. 46, nước chứa nhiều ion nào sau đây thì được gọi là nước cứng? 46 ạ. Thì ta có là nước cứng là nước mà chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 47. Khi cho mẩu Na vào Ca5OH khan thì mẩu Na chìm xuống đáy ống nghiệm và thấy bọt khí thoát ra. Thì phản ứng đó là Ca5OH tác dụng với Na thì tạo thành Ca2H5ONa cộng với 1/2H2. Vậy bọt khí chúng ta là H2. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án B. Câu 48. Hợp chất CH3COCH5 thì có tên gọi là etin acetat. Thằng này bị hỏi rất nhiều. 49 phải thật nhanh ạ. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free. Và ngày hôm nay thì cho chúng ta đã dậy sớm với nhau đến ngày thứ 25 rồi. Và chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau cho đến ngày cuối cùng, chiến đấu cùng thầy nhá. 49, ở nhiệt độ thường, chất nào soi đầy trạng thái rắn thì nó phải là chất béo no, đúng chưa? C15H31, CO tất cả 3 lần C3H5. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 50, phát biểu nào sau đây là không đúng? Alanin, cái này đúng. Hợp chất có 4 oxy, khả năng cao cái này sai. 2 liên kết peptide 2NHCO thì có 2O, được chưa? Amino acid đầu C là C-glu có 2 nhóm COH nên có 4O. Vậy tổng cộng nó sẽ có 6O. Sai là B, được chưa? 50 ạ, sai là B nhá. Xem các bạn nào comment sai không? Úi dồi, các bạn comment giỏi đấy, chính xác hết đây. Chưa có chưa buồn được với bạn nào ạ. 50B là bạn chính xác chúng ta. 51, đinh sắt nặng 10g, số mol của CuNO3 lần. Đinh sắt nặng 10g, số mol của CuNO3 lần bằng 0,5 x 0,1 bằng 0,05. Làm khô cân được 10,32 khối lượng Cu bám vào đinh sắt. Vậy ta có này, ta có này, khối lượng Cu bám vào đinh sắt. Vậy mình cần tìm số mol Cu, đúng không? Số mol Cu sinh ra bằng delta M chia 8. Delta M bằng 10,32 trừ 10 chia 8 bằng 10,32 trừ 10 chia 8 0,32 chia 8 bằng 0,04 mol. Vậy ta sẽ có khối lượng của Cu bám vào là 0,04 nhân 64. Kết quả của chúng ta bằng 2,56 gam các em nhé. 2,56 gam. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. 52. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Câu 52. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Không đúng ạ. Cao su buna là polymer tổng hợp. Đúng. Tonitron là điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai, trùng hợp. Nitron là vinyl cyanua. Thì nó phải được điều chế bằng pháp trùng hợp. 53. Cho các chất, trong các chất trên, số chất có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Nào, trong các chất trên, số chất có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Glu là 1, Fruc là 2, tinh bột 0, xác 0. Hai cháu. 54. Hòa tan hỗn hợp gồm K và Na vào nước thu được dung dịch X và V lý khí H2. Trung hòa X thì cần dùng, vậy mình sẽ có này, số mol H2 chính bằng số mol H2S4 luôn. Bằng 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02. Vậy giá trị của V 0,02 nhân 2,4 bằng 0,448 lít. Đáp án đúng đáp án C. 55 ạ. 55 ạ. 55 ạ. Thì phân hoàn toàn tristerin trong dịch NaOH thì ta thu được C17H35CONa và glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 56 ạ. 56 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh các bạn. 56.
cho dãy các chất, số chất trong dãy có tính lưỡng tính. Al0, AlOH3 lần là 1, Al2O3 là 2, NaHCO3 là 3. 3 cháu. Bị 57. Tinh bột có nhiều trong thành phần của lúa, ngô, khoai, sắn. Để thu được 45g glucose, tinh bột C6H10O5, hiệu suất quá trình điện phân 60%, 0,6. Ra được tinh bột, ra được glucose C6H12O6. Số mol 45 chia cho 180. Số mol 45 chia cho 180. 45 chia 180 bằng bao nhiêu đây? 0,25. Vậy suy ngược lại được số mol tinh bột là 0,25. Thuận nhân nghịch chia. 0,25 chia 0,6 bằng nhân với 162 bằng 67,5g. 67,5g, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 67,5g, đáp án chính xác chúng ta đáp án C. 58. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3CO CH3, số mol là 0,1. Bằng đá mắt vừa đủ thu được muối khan. Vậy muối khan chúng ta là CH3CONA, số mol cũng là 0,1. 0,1 và nhân 82 bằng 8,2. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Kinh chưa? Tính toán phải thật nhanh em nhé. 59. 10,68g một amino acid, tác dụng hết HCl, thu được muối. Vậy ta có này, số mol nhóm NH2 chính bằng số mol của X, bởi vì X là có đơn chức một nhóm NH2, bằng M muối trừ M amino acid chia cho 22. Được chưa? Sorry ạ, đây là tác dụng HCl chia 36,5. Đây tác dụng HCl mà, chia phân tử khối HCl, bằng bao nhiêu mol? Nào, bằng bao nhiêu mol? Các bạn cứ hỏi sáng nay sửa bao nhiêu câu, thầy soạn đề xong xong anh Đức anh đánh lại số thứ tự nên thầy anh chẳng biết là bao nhiêu câu. Chịu. M muối bằng, xem bao nhiêu cậu. Nhiều phết, còn nhiều lắm. Đây, giải đề còn chưa loát được hết. 6-7 câu. Đến 59 rồi còn 8 câu thôi. Ta có 15,06. Những đề này thầy soạn ra xong rồi là anh Đức anh đánh số. Thầy không đánh số nên thầy cũng chẳng nắm được bao nhiêu câu. Cứ giải hết thì nghỉ. Anh đưa anh cho thầy cây KPI giải hết thì mới được nghỉ. Được chưa? Chia 36,5. Ra số mol bằng 0,12 mol. Vậy ta sẽ có phân tử khối của X sẽ bằng 10,68 chứ 0,12. 10,68 chia 0,12 bằng 89. 89 thì suy ra nó là ala. Mà ala thì công thức của nó sẽ là C3H7NO2. Vậy số H trong phân tử X nhá. Số H trong phân tử X là bằng 7. Đáp án chính xác là đáp án A. 60. 60 bắt đầu đến câu đếm nào. 60 ạ. Bắt đầu đến câu đếm nào. Câu đếm là các em bao nhiêu đáp án đúng. Bao nhiêu đáp án đúng ở câu số 60 ạ. Căng đấy. Căng đấy, không đùa đâu. Khá là căng đấy. Rồi, tắt được cái máy tính đi rồi. 60. 60 chúng ta chọn đáp án gì nào? 60. 60 căng. Đếm mà. Để bài hỏi là số thí nghiệm có tạo thành kim loại bột vào AgNO3 chắc chắn có bạc. Fe và Fe3 cộng dư không có. Fe2 cộng vào Ag cộng chắc chắn có Ag và có AgCl. Nhưng đề bài hỏi kim loại mình chỉ quan tâm đến kim loại thôi. CO dư đi qua bột Fe2O3 thu được Fe. Vậy là 3. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 3 cháu thu được kim loại các em nhá. Câu 61. Cho dịch BaHCO3. Cho dịch BaHCO3 lần lượt vào các dung dịch sau. Lần lượt vào các dung dịch sau. Số trường hợp có phản ứng xảy ra. Thì mình lưu ý cho thầy BaHCO3 nó sẽ bao gồm có Ba2 cộng và HCO3 trừ. HCO3 trừ tác dụng HNO3, Ba2 cộng tác dụng với Na2S4, HCO3 trừ tác dụng với OH trừ và HCO3 trừ tác dụng với NaHS4 tác dụng H cộng. Vậy tổng cộng cả 4 này. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Đấy, dễ chưa? 62. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là chất béo thường không tan trong nước và nặng hơn nước sai.
không tan trong nước nhẹn nước. Nước ép quả nho chín khả năng tráng bạc, đúng, bởi vì nó có glucose. Thủy tinh hữu cơ plexiglass ứng dụng làm cửa kính máy bay ô tô, đúng. Dung dịch lysine, anilin đều làm quỷ tím chuyển màu xanh, sai. Anilin không làm quỷ đổi màu. Xmon gluala tác dụng tối đa với 3 mon NA mắt, đúng rồi. Glu ăn 2 NA, alan 1, đúng. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Câu 62 của chúng ta có tổng cộng là 3 phát biểu đúng nha. 3 phát biểu đúng, đó là B, C và E. B, C và E. B, C và E là 3 phát biểu đúng. Câu 63. 63 nào các em. 63 nào, phải thật nhanh. Các bạn chú ý nha, sáng nào thì mình cũng live stream từ 5 giờ 15 phút sáng, nên các bạn nhớ là đặt follow, ấn vào nút theo dõi xem trước thầy mình để không bị lỡ mỗi buổi live của thầy nhá. Bốn dung dịch chứa bốn lọ mất nhãn. Phân biệt bốn dung dịch trên bằng phép khoa học, người ta tiến hành bước 1 thuốc thử CO2 2 lần, bước 2 thuốc thử Y2. Sau bước 1 thì lòng trắng trứng cho mình màu tím. Natri stearat không hiện tượng. Đúng chưa? Glycerol thì cho mình màu dung dịch xanh. Hồ tinh bột không hiện tượng. Vậy nhận biết được hai lọ là đúng. Bước 2 thay Y2 bằng nước brom. Bước 2 còn nhận biết thằng natri stearat và hồ tinh bột, không thể thay bằng nước brom được. Sau bước 2 nhận biết được lọ chứa hồ tinh bột, đúng, Y2 nhận biết hồ tinh bột. Glycerol lòng trắng trứng tác dụng với CO2 2 lần tạo thành dung dịch phức có màu khác nhau, đúng. Vậy ở đây sai là B, bỏ. Câu thí nghiệm rất thú vị. Rất thú vị các em ạ, B sai. 64. Số nhận định đúng. Thì mình dự đoán rằng là năm nay sẽ có một cái câu thí nghiệm vô cơ mức độ vận dụng cao, nên thì mình cho vào đây để chiến đấu cùng các em. Cho vào ống nghiệm một giọt dung dịch CO4 bão hòa 2 ml dung dịch NA mắt. Vậy chỗ này tạo thành kết tủa CO2 là. Lắc nhẹ gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa. Thêm 4 ml lòng trắng trứng vào thì thu được dung dịch màu tím. Ở bước 1 xảy ra phản ứng tạo kết tủa màu xanh, đúng, trắng xanh đấy, trắng xanh cũng là màu hơi xanh nha, trắng xanh cũng là màu hơi xanh vì mình coi như nó đúng. Ở bước 2 kết tủa bị hòa tan thu được dung dịch màu tím, sai. Bước 3 thu được màu tím. Ở bước 3 đây đúng không? Thì mặt né đấy. Đúng. Ở bước 3 đấy. Thay dịch COS4 bằng dung dịch FeS4 hiện tượng xảy ra bước 3 vẫn tương tự, sai. Bởi vì Fe2 cộng không tạo phức. Phản ứng xảy ra bước 3 gọi phản ứng màu biore, đúng. Ở bước 3 nếu thay lòng trắng trứng bằng glucose thì dung dịch thu được màu xanh lam. Thay lòng trắng trứng bằng glucose thì thu được màu xanh lam, chính xác, bởi vì glucose tạo phức. Vậy đáp án đúng của chúng ta có 4 nhận định đúng. C. Chúng ta có tổng cộng 4 nhận định đúng các em nhá. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. 65. 65 ạ. 65 đáp án gì ạ? Nhựa PVC một loại nhựa rẻ. Cho phát biểu sau. Monomer dùng để sản xuất PVC. CH2 nối đôi CHCl. Đúng. PVC điều chế và phản ứng trùng ngưng, sai, trùng hợp. Đây, anh này đi trùng hợp. PVC dùng để sản xuất ống dẫn nước, áo che mưa và da nhân tạo. Đúng. Đúng chưa? Bởi vì nó là chất dẻo mà thì nó được sử dụng nhá. Khi đốt PVC chảy ra trước khi cháy cho nhiều khói đen, khí thoát ra mùi sốc khó chịu, khí thoát ra là khí HCl. Mùi sốc khó chịu, đúng. Nhựa PVC hiện nay được chủ yếu từ nguyên liệu là khí ethylene. Đúng. Được chưa? Vậy đáp án chính xác ta là 1, 2, 3, 4. 4 đáp án đúng các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 4 đáp án đúng. Ok chưa? Câu 66 ạ. Rồi câu 66 ạ. Câu 66 chúng ta còn 2 câu nữa thôi các em ơi. Câu 66 nào các bạn, nhanh tay chọn đáp án gì nào. Số phát biểu đúng. Một số este được dùng làm dung môi để tách chiết chất hữu cơ. Pha sơn, đúng. Nấu canh thịt heo ba chỉ thường lấy thịt mỡ nổi lên do chúng nhẹ ăn nước. Đúng nhờ. Glu và fruc đều trong mật ong, có nhiều trong mật ong, đều hòa tan được CO2 lần tạo dung dịch xanh lam, chính xác. Khi thay một nguyên tử H trong NH3 bằng một gốc phenin, ta thu được anilin. Cái này cũng đúng tiếp. Thủy phân hoàn toàn amomin luôn thu được alpha amino acid, chính xác. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có tổng cộng cả 5 nhận định đều đúng. Nên đáp án chính xác là đáp án C. Câu 67 ạ. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay các em ơi. Cùng chốt đáp án với thầy Vinh nào. Câu 67 ạ. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Nào câu cuối cùng.
Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Ok, thank you Bảo Trâm. Câu 67 ạ. Cho các thí nghiệm sau, sau khi phản ứng hoàn toàn, số điểm thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau nhé. Lưu ý cho thầy mình là hai muối có số mol bằng nhau. Bột sắt dư vào NaHS4 thì mình sẽ thu được Na2SO4 cộng với FeSO4. Đúng là hai thằng này có số mol bằng nhau thật. Được chưa? À đúng. Cl2 vào FeS4 đến khi Fe2 cộng bị hòa, bị oxy hóa vừa hết thì ta sẽ thu được là FeCl3 và Fe2SO4. 3 lần 2 thằng này số mol không bằng nhau nhá. Được chưa? Fe3O4 vào HCl mình thu được FeCl2 và FeCl3, hai thằng này cũng số mol không bằng nhau nhá. Số mol hai này không bằng nhau. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? À đâu, ý B này là số mol hai này bằng nhau chứ. Ý B là số mol hai này bằng nhau, đúng. Ý D ạ. KH và dung dịch chứa BaHCO3 thì mình thu được kết tủa BaCO3. Và trong dịch chỉ còn lại K2CO3 nên chỉ thu được một muối. Bỏ. Được chưa? Bỏ. Dung dịch chứa amon HCl và dung dịch chứa amon BaHCO3 lần thì mình sẽ thu được gì ạ? AA là hết thì nó cuối cùng nó chỉ còn anh gì thôi. Cuối cùng nó chỉ còn anh nào thôi. Nó chỉ còn anh BaCl2 thôi. Một muối, đúng không? Bỏ nốt. Đúng không ạ? Có phải không? Một muối không? Không phải đâu, cẩn thận ông toang đấy. Đây này. Viết phương trình cho các bạn nhìn. Đầu tiên H cộng cộng với H cộng này cộng với lại amon H cộng này, vậy là chuyển thành CO2 nhá. Mình viết phương trình HCl cộng với BaHCO3 hai lần. Thì có phải ta sẽ thu được là B2 này amon thì ta thu được BaCl2 cộng CO2 cộng H2O không? Thì anh này A, anh này 0,5A, tạo thành anh này là 0,5A. Vậy dung dịch sẽ vẫn còn là BaHCO3 hai lần dư 0,5A nữa. Nên là thu được hai muối có số mol bằng nhau. Nhá, E lại đúng tiếp. Vậy ta sẽ có 1, 2, 3. Nhá, ta sẽ có 1, 2, 3. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D. Ok chưa? Ok chưa? Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D ạ. 2. Xin chào các bạn và các em. Buổi live vừa rồi thầy Minh vừa chữa cho tất cả các bạn và các em chọn bộ 67 câu, đúng chưa? Với mục tiêu của chúng ta là lấy 8 điểm. Với mục tiêu 8 điểm thì chúng ta cần phải làm được đúng tất cả các cái câu lý thuyết, từ câu lý thuyết dễ cho đến những câu lý thuyết đếm. Và để làm đúng được nó thì chúng ta phải có một cái nền tảng lý thuyết thật là ổn áp, không bị sai ngu và không bị lừa bởi những cái lỗi sai cơ bản để của bộ. Và đây là một cái chuỗi live liên tục thầy mình đã thực hiện đến ngày hôm nay là ngày thứ 25 rồi. Sáng sớm luyện não vào 5:15. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh. Hãy nhiệt tình chia sẻ tại buổi học này. Và nhớ không quên là follow thầy Minh để không bị bỏ quên các buổi live tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại các em vào sáng ngày mai. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả bạn và các em. Sáng nào thì cũng like lúc 5:15 nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả bạn và các em. Không, không ngủ đâu, phải đi tập thể dục. Bây giờ mà ngủ thì có mặt toang nha. Bây giờ mà ngủ thì có bị mặt toang. Bây giờ phải chiến đấu tiếp.